Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì tình hình hôm nay không có gì thay đổi các bạn ơi, đi đặt trúng lương. Thấy trời cũng đang chuyển mưa đó, nên bữa nay là mình quyết định đặt trúng lương. Với lại bữa nay cũng đúng con nước đi đặt nữa. Bữa nay là mình đi chuyến xa luôn nha các bạn. Bởi vì binh bày mồi, nó bày mồi gọi là gì, mít tôn luôn á, mít tôn nhưng mà cũ. Bạn thấy bữa nay bày mồi của mình ghê gớm chưa, nó hơi là lạ đúng không? Đây gồm có gì, cua, ốc ma, trùng. Vậy là quất mà chưa đâu bạn ơi, cái đó chỉ mới là cái thứ yếu thôi. Cái thứ dữ này nữa là mỡ trăng nè, dầu ăn nè, rồi sẵn đây bạn thấy ghê gớm không, cái gì dầu chuối nè, ấp xanh nè, ngũ vị hương nè, đó bạn thấy ghê không, ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi mọi người, bữa nay chơi cái bài mồi này tới bến bờ đại Tây Dương luôn mà, nay là binh hết cỡ luôn đó bạn, bữa nay đi chuyến xa cái gì chơi hết cỡ luôn mà. Bữa nay xuống dưới khu vực tú với chị hai con bác tư mình á, với đặt bữa lấy ngựa sắt giọt, cái này cũng vừa tới ha, cũng không nhã mà cũng không có đặt này, hồi mình dắt cục cục rồi mình để vô chiến thôi, không cần phải dắt cục gì khoát gì nè bạn, để vô khoát luôn khủng bố nửa ký 1 ký đồ vô. Cậu lùa 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 vô sáng mai thăm hốt hàng. Nghe nói nổ dã man không, còn hơn bom nguyên tử nữa, sáng mai thăm thắt thu cừ lộn ruột. Mà đặt chấm lương này nói chung là hên xui bạn ơi, nhiều khi mấy cái điểm đó là điểm mới của mình nhưng mà điểm cũ của người ta. Từ lúc mà dịch bệnh tới giờ thì ở đâu cũng vậy chứ, ai cũng bào ghê gớm lắm. Đặt kiểu hên xui thôi, chứ ở khu vực mình nó bảo đảm bạn luôn á, mình đặt lúc nào cũng có lương chứ, tại mình nắm địa hình được rồi. Còn mấy chỗ mới này nhiều lúc là bạn để ý đi, chuyến xa phải là chúng, mà chúng tôi nói là chúng xách lương về không nổi á, nhưng phải là thấy chịu lũ luôn, có thắt thu trầm trọng luôn á. Giờ để mình vô ngồi ha, cùng đi đặt. Cái gì hẹn các bạn sáng mai nha. Giờ cũng chiều quá rồi. Bữa nay anh Khang thì cũng có một chuyện đó, anh về trễ nên bữa nay mình đi đặt cũng ít rồi chứ không có nhiều. Tính ra đâu 20 ống à. Nay chiến 20 ống thôi. Nhiêu đây đủ 20 ống được rồi. Sáng cái gì anh Khang nó tham phụ với mình. Giờ vô mọi đi chiến thôi bạn ơi. Mà chia ra một phần, hai phần. Mà phải chia ra mới được chứ không cái nhiều quá cái ít quá cũng hơi kỳ kỳ à. 20 ống đủ không trời. Nó mà chia bớt bớt lại chút một chút gì được đủ 20 ống rồi. Giờ chiến thôi bạn ơi, hẹn bạn sáng mai nha. Chào các bạn nha, bạn thấy ghê gớm không, nãy đi bộ xong giờ tới vô con gạch này đi xuồng luôn nè. Đây tôi nuôi vịt cũng nhiều ghê bạn, đây đa số là ruộng này nhiều rồi bạn ơi, người ta cũng mới lên vườn đây à, chứ ruộng còn nhiều lắm, thấy con gạch còn hoang sơ ghê gớm không. Bây giờ cho cái nhà coi tôi bảy gì vậy thiệt mê luôn không, gạch này mà đi tải mấy cái gì ổi ra cũng hơi đuối à. Trời ơi, vỏ lên.
nay mong là dở chúng lương lên, chúng nào chúng nấy lương nái nái cho bạn coi mê bạn. Ừ, hôm nay vô gạch Phú An chiến luôn, ghê gớm chứ. Cô cho nước ít vô gì nghe. Này trời tới bến rồi mà nó gọi mà từ trên bờ xuống dưới tới dưới sông luôn mà. Hả? Đó đây vườn của anh Hai nè. Tức là anh rể của anh Khang á. Nhìn này nè, thì ổi. Mỗi lần ở đây hái ổi cực lắm bạn, phải xuống xuồng xong rồi vận chuyển ra ngoài lộ mà. Rồi mấy năm trước thì ở đây là ruộng mà, cũng mới lên vườn á. Ô cò. Tải rồi, tải địa điểm rồi bạn ơi. Tán con lươn nửa ký vô rồi. Lấy ken liền. Đi đâu cả cây số vô mới tới hôm nay ghê thiệt chứ. Cái vườn này cũng bỏ hoang mới phát lại nè. Lại thăm mấy cái chúm của đại ca Khang đặt trước rồi sao. Cái nào cũng lăn lứt cái này. Đi mấy cái này thốn dò thiệt chứ giỡn chơi rồi. Còn mấy góc sậy cũng phát khúc trên không đi thốn dò luôn. Bạn quần gì tụt hoài đây ca, món hàng trúng đầu tiên coi cái đít chà ba lửa. Sao 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 đang chìm quá, chìm đang biết sao chấm nhưng cũng có phì bên hông đó. Mở hàng trúng đầu tiên ơi. Ấm bà la xì bùa hả? Rồi nghe chú anh kia nói ở đây có người đặt hoài rồi. Không xong rồi đại dương. Mặn không? Nghe cái ốc chân hả? Ừ, thêm ổn rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, con lưng nuôi. Thánh thằng ơi. Tốt con lưng nuôi. Vậy mà nghĩ kiếm con lưng nửa ký chứ. Chúng đầu tiên hốt con lưng nuôi bạn ơi. Đúng thiệt đau đầu thiệt chứ. Vậy mà ông Khang giở chúng ông không có cảm giác luôn trời. Vậy ông giở chúng gì không có cảm giác. Lung bung bung nhẹ không á. Trời vậy muốn nguyên gu à. Toàn là phát rồi ba góc sậy nó lú lên khúc khúc không đi khốn dò ghê không. Vậy mà chúng qua nói cái mương này là lương nái không đó, lương nái cũng càng lăn lứt không á. Phì không có phì mới có hầm vui. Con nè bạn ơi, con nè. Thánh thằng ơi, con kìa. Khủng rồi ông Khang ơi. Nó gãy cây chịu luôn rồi. Nổ ghê không? Gãy cây chịu luôn á. Hàng khủng là xiền. Nhìn tôi lưới thấy ấn lạnh rồi chứ. Có hàng khủng. Bữa nay mà lưới máy không phải ngồi. Tôi sắc chừng quên đại ca, quên hoài luôn á. Con nước trên trời. Nặng không? Nặng là hàng khủng rồi ông ơi. Nước ít gì mới hàng khủng đó. Con lươn khủng luôn khủng rồi bạn ơi. Ba không trăm gram à? Ba không trăm gram à? Dạ. Dạ. Không có nào cừ lộn ruột nè. Có đang chịch rồi. Đó, một con. Con này nhỏ mà. Đó. Trời. Lấy kèn. Trời ơi chỗ nè. Cái đó đang chịch nè, còn dính nó hướng cho nó. Trời ơi bạn, con lươn nhất nè, con lươn này 350-400 gram bạn. Nó nung mạnh. Nó nung hai con. Kinh khủng luôn, bởi vì nhìn tôi lưới thấy ấn lạnh hết hồn luôn chứ. Quá trận luôn cái đầu, trời giờ. Lấy kèn Khang ơi. Cũng gạo. Nãy đi ngang thấy tú phì phì rõ ràng. Quá đã. Thầm mấy chúm lươn mấy con mình vậy đó mới phê. Được rồi, có khả quan à. Nhưng nghe chú kia nói đây ta đặt chúm lươn dữ lắm mà hốt được con này thấy ấm à. Có em đặt bên kia kìa. Rồi đầu qua tới cái của mình nè. Trời ơi bận quần tụt hoài, dính lương khủng tụt quần hoài đó cả. Dở lên đầu chì chì xuống cắm đầu cái lương kìa.
Tại ra khang đặt đây hai ống chạy trơn, hai ống chạy ghê gớm rồi trời. Qua mình đặt cái chúng đâu đây nè. Mương này đặt tự tin lắm bạn. Cuốc à. Ừ, tôi lưới sập lép trời. Tự tin lắm mà sao sập lép vậy. Trời, cái mương này thấy cho nó sâu ghê hồn. Trời ơi, cắm cái sắt dở kéo lên không nổi. Ót rồi. Quất. Quất. Ôi đau lòng. Mương này ngon vậy cũng có chà. Đi du lịch cách ly à, đây nha. Đằng góc đó có ngóng á, tán con lươn khủng bố như nãy nữa rồi, bên tay trái nè, tay trái ừ xính đằng kia chút gì lóc phi đại ca nước ghê gớm nước chưa. Thì không? Góc này hiểm quá mà. Ôi, vô tới đây cái sợ ông cũng sợ dịch Covid-19-20 nữa. Ó. Chú xúc nó nhảy không? Nha. Lon con đó. Rồi, ngừng nuôi nữa quá, lon con nữa. Nuôi rồi. Nhỏ em rồi. Này chắc lương nuôi của đại ca Khang nữa quá. Trời ơi cái gì vậy, 4-5 con vậy? Vậy cũng được rồi. Ừ. Trời ơi. Con này được nè, con này ăn lẩu được rồi nè. Con đó ngon rồi. Hai con này, ba con này nuôi. Ô được được được. Ủa đặt cái góc này nghi lắm. Nè, em đứng đó, anh đặt con đây. Ủa anh đi đường đó luôn hả? Hả? Qua lũi đi từ lương dưới. Nhưng đặt ở bên đây nè. Lương chờ bá ở đó. Lương chờ bá ở. Lấy kẹ nào. Thì không? Thấy cũng có phì phì trên chút xíu đó. Phì có phì lương nhỏ phì bự mới được. Có phì như nãy ha. Trời ơi, chữ bới móc thì ớn không? Đi chiến xa nhà rồi nha. Dạ lên lon toàn giống rồi. Cái gì vẫn chơi hoài đây ca. Nặng hả? Nặng không? Có nè. Có nhỏ, nhỏ. Có đâu có. Quất. Quất. Trời ơi. Này không có trời. Trời ơi, cái này lúng dữ trời. Hàng khủng đây nè, qua đó đó. Phì không? Phì không? Phì không? Cái đít chà bá nữa thôi. Ui, phì nha. Nè bạn ơi, cái nè, thấy chưa? Thấy chưa? Lấy kèn. Lấy kèn, lấy kèn. Phì mà biết có phì giả không? Mùi này lãng quạng lương bự đó đại ca. Tán con 400 gram thôi. Ôi. Được rồi. Lấy. À, nước ít vậy? Nặng không? Nặng không? Nặng lắm không? Rồi nặng là lấy kèn ông Khang ơi. Có. Cái sắt kìa, không lại quên hoài. Quên sắt là tiêu luôn. Bự nè nghĩa ơi, bự nghĩa ơi. Đâu có nặng. Trời có nè. Ông thằng ngốc luôn. Trắng bông luôn. Lương này nó tắm trắng nó giòn cái gì mới về nè. Đồ quá trời con lương rồi. Cầm cái cầm này nghe. Còn con nó gì sao còn có trên nặng nặng nè. Ôi mời. Quá trời con lương luôn bạn. Cỡ lương nãy hả? Ừ. Trời trời các bạn coi nè. Là anh bìa cho đẹp đẹp luôn. Hàng không mẫu hạm. Trời. Thánh thật ơi. Bữa nay chúng lúc cây luôn rồi bạn ơi. Chút ra một cái hất. Vỡ luôn nè con lại chết không luôn. Vô rồi. Bữa nay lên vô lúc rồi. Tới luôn bắt tài ơi. Nay chúng đậm rồi. Trước mắt bợ hai con lươn khủng là thấy phế phê các bạn. Thăm chúm lươn hốt mà được mấy con lươn đó mới đã đó. Gung chân liền. Nói vậy? Các muốn thầy lý cắt con muốn.
Tại đây tán lươn khủng, cái mương này lươn khủng luôn. Trời ơi, con chuột con nó đụng con này ông nội ơi kìa. Thối thằng chứ. Ôi, cái này bự nè Nghĩa ơi, kìa thấy không? Khó bạn thấy kìa. Tôi lưới cua. Thánh thằng ơi, chào cua mày luôn. Lấy ken nữa rồi. Hàng khủng nữa quá. Container gì vậy? Hàng không mổ hàm à. Ố. Trời ơi, đó cái ót á. Nặng không? Nặng không? Thấy nặng quá trời. Thấy nặng quá trời. Đúng gạo. Bà không trồng gạo nữa không? Trời mương này lương nái không à. Thứ gì chịu cho thấu. Trời ơi, con nè bạn ơi. Hàng không mổ hàm không ông nội ơi, con nè. Hồn trời. Ông nội ơi. Con nào con lấy bạn cái ghê gòn không? Con cái đầu nè. Wow. Tao sụp mà nó còn nhảy không nổi. Ở như tạo sân bay của Mỹ vậy. Còn nào nữa không? Còn nữa gì ta? Còn nữa gì ta? Đánh thằng con lươn kìa kìa ông nội ơi. Còn nửa ký có à. Nãy ngày hồi thử vô căn thử rồi tự nhiên. Nhìn con lươn ớt lạnh thiệt chứ. Dở lưng nổi chết. Quá Nghĩa ơi, trận này quá trời Nghĩa ơi. Bây giờ Nghĩa thổ địa ở đây mà dẫn hai anh em đi đặt á. Thổ địa. Ui, hốt mấy con lươn đã gì đâu chứ. Dù qua biết vậy trắng đầy ngóng nữa, chỗ này nó ngon. Hàng thứ dữ không ạ. À? Nó hàng tuyển không. Đặt chấm lươn đó vậy mê mê. Hôm con cũng đỡ đỡ bự bự. Hàng khủng. Tán mấy con đó mới phê. Bao phê luôn. Đặt chấm lươn vậy kêu không mê sao được bạn. Đặt nó hai cái đó đó. Chết đằng kia. Hầm cá tra quyền thoại. Cái gì hôm qua em ghim cái cây mà. Đâu đâu. Để coi thử coi. Giờ chúng qua ghim cây mới nặng hả? Mương này chết sâu dữ lắm. Chú nó hơi quéo quá. Tán con khủng bố rồi. Cái sọt rồi. Qua cái kéo ra đẩy ngay đó. Ừ, gần nhà quá. Quất. Quất à? Quất. Này con cái nè. Này đằng kia. Đằng kia. Cá dồ không ơi. Cá dừa đó. Không có luôn cá dồ không vậy? Có. Phì cái nghĩa ơi. Phì không, phì không. Dẹt ra. Cui. Có phì nè. Đây con phì ra nghĩa ơi. Phì ra nghĩa. Đó. Lấy kèn. Ít gạo phải vậy chứ. Mấy người này ngạn vậy chứ. Mương ừ. Có luôn. Thấy nhiều dạng dạng lúc đầu ra ông nội ơi. Thiệt không? Giống quá à. Dạng thì à, nó lương như cái dạng thì à. Xúc ở đây đứt trên nước. Ừ, ừ đúng rồi. Ó không? Nhảy tông toàn vậy không? Nặng không? Xúc cái nước thôi, xúc nước cái nước thôi. Xúc nước kìa. Lâm bực bực rồi. Ủa kìa lúc. Đầu tay vậy. Trời 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 con lúc. Trời 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 trời. Trời ơi container rửa. Trời 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 trời. Bạn thấy lương con nào nấy con kìa. Ông nội ơi. Ừ, thằng rồi. Ơi con lươn ông nội. Trời ơi. Nghĩa ơi cái hàng này công tao nói luôn nghĩa ô. Ô bữa nay quá trời cái trận này rồi bạn ơi. Xin lỗi chị ông nội. Quá. Con nè. Con nào lấy 3 rưỡi 400 g không bạn? Con này lạng quạng. 500 g á. Này lạng quạng nữa. Ông quạng nửa ký được à. Bạn con nãy quá đã rồi. Ốc cục nổi thiệt rồi. Rung chân thiệt chứ. Quá. Nói qua nói lại nãy giờ mới thăm bao nhiêu chúm đâu, chỉ cần hốt được 2 giờ 4 con đó thôi là thấy ngon lành cạnh tranh rồi. Đúng hàng không mẫu hạm không được chứ. 4 con đó thôi là nặng ký rồi, lúc căng rồi. Mà không mẹ không ngờ cái mương nó mà lương bự vậy trời. Không cái mương đó mương bị em đặt nghĩ là dính lương coi coi chứ. Đâu nghĩ nó bự vậy. Đánh thằng con lươn nội dở ra giật mình được chứ. Không uổng công đi cái cây số gì tới đây. Từ ngoài mặt lộ lội đây hơn cây số à. Ghê gớm.
Dạ. Có phì không? Phì không? Phì không? Chưa khui hả? Khui. Lụm nữa rồi. Lụm không? Lụm rồi, lụm rồi. Nè, nè bạn coi nè. Tú nó hơi thẳng quá nè, biết sao. Rồi có cầm cây lớn quá. Cây gì đâu, ông cầm cái cây bằng móng đùi. Chỗ này có xì. Con cá nơ nữa chứ đâu. Nhớ lên nặng không? Ố. Nhảy không? Nhảy quá. Rồi. Rồi không xong rồi đại dương nó phì cái đít. Mình ngoài không có. Mình ngoài đây vẫn có. Nuốt chiều chồng hết. Mình kiếm mấy mương này mương phèn không mở. Mốt đặt mấy cái mương nào mương phèn nó tở. Công nhận cái chặng này bạn coi phê luôn phải không? Luôn toàn luôn khủng bố. Coi là mê luôn. Đây bữa nào mình kiếm mồi ca nước ngon vô đây chiến bữa nữa bạn ơi. Này dính con nào nấy đáng thiệt chứ. Hàng không mẫu hạm không. Ồ, bên đó tao trồng nhãn thái, trái quá trời. Xích đẳng chút anh Khang. Bởi chuyện qua không chịu lấy ấy, muốn thiệt trịnh. Hả? À, phải không? Ồ, 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 đại ca Khang nó phì nha. Đi vượt qua luôn, không thấy luôn. Chắc to luôn khủng quá. Bố. Thì ông đại ca. Nặng không? Thấy nước hết đó. Lương này chắc cũng ba bàn dữ rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi lú đậu ra kìa. Đó 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 đó. Trời 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 trời. Lấy kèn vàng ngính. Ờ khoảng 350 gà mà. Còn nữa không? Còn nữa không? Nữa không? Nữa không? Nữa. Hết rồi. Trời con vuông luôn nó dạng con này ông nội dạng SCC. Lụm cảo bởi vì nó rồi cái mương này. Không có lương thôi có lương bự mà. Bạn để ý mấy thường mấy cái mương mà có đất sét vậy nè. Cái đại lương nó ít nhưng mà lương khủng. Rò rò. Chì chì xuống. Lấy kèn liền. Bên này quá rồi. Nay tính ra lương nhất nhiều à. Ừ, ngủ không được luôn mương này. Thì sát bên đại ca. Đây mương là bao la luôn. Quá trời mương. Mương bìa này bảo đảm có là xiền nè. Nhìn đặt là thấy địa hình biết mương bìa này luôn nhiều kỳ á. Đại ca Khan nhắc đâu giờ kiếm kìa. Hốt hàng cái coi. Đại ca ơi. Đâu, khui hàng ơi, khui hàng ơi. Cuốc à coi. Hình như khùy đó. Biển ông góc trên á. Khùy không bằng mấy khùy đó. Trời ơi, khó khùy là vui rồi, chơi khen nữa đại ca. Nó nói với nhầm con lươn khủng nó khùy chút xíu à. Nó ăn quá mập thay nó chưa không nổi. Rồ rồ không? Nếu gồ gồ là lương nhỏ lương con rồi con nhảy đó đó lương nuôi một con có ở có con một trời mương này thấy ngon dữ vậy mà thấy kỳ vậy những cái mương này hình quá ấm bởi vậy bữa nay không uổng công vô tặng Phú An thì hàng khủng tới chưa tới chưa. Ca đặt trong lựa điểm ghê gớm à. Phì không? Phì không? Phì không? Phì không? Phì. Phì. Ủa, sâu hòm, không thấy đường luôn. Phì hay hơi hay gì? Nước ngập quá. Nước kinh khủng nước. Tán lượng khủng nghĩa ơi. Mấy sòi là còn nhóc gì? Bự không? Nặng không? Nặng không? Em ghê. Không quậy sụt sọt luôn hả? Không nặng mà không quậy luôn thấy rồi không ổn à. Trời ơi chất quớt ống này thì mà không có trời. Được cái cây cây. Cái sắt này. Tán luôn siêu to không Khang. Mương này nãy giờ chưa thấy hàng khủng đó. Thì không?
Trời 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 trời, cái gì vậy? Trời ơi này có. Trời ơi cái này các bạn ơi. Thánh thằng ơi cái đít nè. Cua nó lên luôn kìa. Cua nó lên luôn. Kìa thấy ghê không nghĩa? Lấy ke nè nghĩa ơi. Quá trời cái túi lưới con bự bì. Không có con nào tức chứ. Bực bực không? Chưa biết nó đụng cây hay gì bực bực chứ. Không, con này bự à. Bự là xiền luôn đó. Nghe cái ót rồi đó. Nghe cái ót rồi đó. Lấy ken rồi. Thấy cua nó trào ra nữa là dễ gì thoát nổi. Nếu là một con á, cỡ khoảng nửa ký. Ồ ghê, đón ghê. Này chắc hai con quá. Trời, trời ơi, hai con. Ba con luôn. Trời trời. Trời ơi, ba con nhất không bạn. Trời trời trời, cái chuyện gì vậy? Nó rồi cái mương này không có chứ. Ba con nhất không? Ông nội ơi. Thứ gì chịu cho nổi? Ba con hàng nhất không? Kinh khủng thiệt. Khối thằng rồi. Trời ơi, cái này ông nội ơi. Nó đang chục con thiệt, có chục thiệt. Ồ, cái này quá. Này đúng là đi xuồng đúng bài luôn rồi đó. Chở lương về. Quá quá rồi. Bảo lương. Bạn thấy mê không? Vô lực ba con nhất vậy đó. Con nặng nó khoảng 300 gram không? 330 gram không? Kinh hột. Bể túi vậy. Con này mà không có thôi lưng khủng rồi thôi. Khèn dở chúng lại muốn cấm động luôn luôn à. Nhiều ba con luôn không ngờ chứ. Quá. Ở đây trồng mai không ạ? Vườn tập trung trồng mai không? Ồ dưới gốc bưởi mới chịu hả? Phì không? Phì không? Có phì mới có vui nha. Sẹp quá. Sẹp quá. Cái này thấy lép. Cái này không có một con nhỏ. Con cá nơ thì chứ. Có. Có không? Có một con nhỏ. Mình nuôi vậy. Kệ có ăn không không? Đem về nuôi. Cái Khang dạo này đầu tư nuôi lương luôn ghê gớm. Có hả, chút lớp vậy thôi nhẹ quá. Không lon ton nha nè. Khó nhỏ là dễ biết rồi, có lon ton. Đây con ống nè. Ống này đầy tự tin luôn á. Tự tin hết mức có thể luôn. Đầu khui hàng nè. Khui. Nó thấy sụp lép trời. Chỗ này ngon quá, sụp lép vậy. Tán con coi. Bạn thấy sập sẹt chứ nguy hiểm lắm đó nha, đừng dẫn chơi nha. Quất. Quất. Kỳ vậy ta. Ngoài dưới lưu khủng bố không? Quất. Giả từ luôn này, giả từ mương này. Đó. Đít khủng. Ê ê ê ê ghẻ ơi, có hàng ghẻ ơi. Đó, thấy cái đít chà ba kìa. Bành kỳ đó. Hàng khủng à. Ôi trời. Cái này không ngon gì được. Chăn cái đầu mương à. Mấy cái đó mấy bự bự giữa giữa nó ở đó đó. Tán còn luôn nửa ký nữa nghĩa ơi. Không là nước luôn. Cảm giác nặng không? Được được. Đó, đó. Nó quậy phải không? Hai con mà được được. Tụt sụt cái chụp cho nó sạch luôn. Chúm này dễ gì nó ra nó. Lon ton lon ton không? Nó tọt lên rồi nè, chắc hai con quá. lấy kỳ đó bốn bự mấy con ba con bạn ơi được được như ngửa đại túi lưới á ngửa túi lưới á ừ ba con bự đó cũng được ha rồi không được vậy là ngon rồi quá im ông cúng cùi mình hết á hốt hụi chó các bạn cúng cùi rồi xích đằng kia chút đó đó lá gì nhãn tậy ra đó kia bên tay phải phì không chỗ này ấm lắm nào có phì đó thơm ngon tới giọt cuối cùng quá chặn lương này quá trời rồi có nhảy lon ton không mồi ra ghê hồn không
Rồi xúc dữ à. Có lưng nuôi rồi. Thử rồi khui hàng ra. Khui hàng, khui hàng. Lưng nuôi, lưng nuôi. Đó. Một con làm giật mình. Còn nào nữa không? Ảnh thằng ơi, có một con đại ca. Hai con. Hai con hả? Ừ. Lương mà không thấy luôn mà. Hai con lương nuôi. Hai con lương nuôi. Về để ca khang nuôi luôn. Này thắt. Này quá trời. Này thắt lương nuôi. Thắt lương nuôi. Chị đời nói không? Đừng gài đại ca khang đầu tư cái hồ nuôi lương. Sao chúng lương mà cứ mong kiếm lương nuôi không chịu đời nói không bạn? Ừ, đại ca này chúng lương uống cà phê rồi ha. Cả năm con cái vậy nó vô được trời. Bây đặt cơ mấy cái chúm mấy cái lão điệp này nè ngon. Chạy con ống rồi trời. Sao vậy chứ lớn nè. Bữa nay mà kè lão điệp lão cái gì lão dạng lão long lão sang mấy ông gung chân với mình rồi. Nói chung chúm của lão điệp này bạn đặt thì nói chung rất là ngon. Đi xa để bạn hơi cầm kền nữa cái này mình nói thiệt nha. Nhưng mà cái đặt là bảo đảm bạn luôn chỗ nào mình nếu có lương nhiều ha, 4 5 con 5 6 con cũng khủng rồi vô láng hết á. Được cái là vậy á. Còn mình đặt mấy chúm nhỏ của mình hồi lúc trước á thì tỷ lệ nó vô khoảng 2 con lương bự là dữ lắm à, là hên lắm á. Bởi vì có cái này nó mắc cái kia. Giờ bắt đầu về thôi, ra ngoài kia đổ lương. Hôm nay vô đậm rồi, hôm nay phải dùng xuồng ha, ghê gớm không? Chở lương về. Vậy mới sắp chứ. Vô cái vườn quá. Cái vườn ờ cũng nhận cái vườn đó lương bự nái nái mà đã được chứ. Không có một con lương nhỏ nữa trời. Tới rồi, tới rồi. Đây nhà chị Hai. Chị Hai của Khang. Này quá trời rồi. Bữa nay lương nó nái đã ghê bạn. Đúng hàng chất lượng. Đổ lương nuôi à. Ông Khang đặt nó sao bữa nay lương nuôi ít dữ trời. Ba con hay vậy. Chửi ông kiếm lương nuôi về nuôi à. Chứ đời nổi không. Tôi đã đặt cái lương, tôi kiếm hàng khủng rồi. Trời ơi, con nè, con lương lương kìa, nghĩa chút kìa. Ánh thằng lương à. Ôi ôi. Con nó nhảy ra. Con nó nhảy vậy đó. Con lương này hồi nửa canh nửa ký rồi. Đó, đó, con đó, con. Hàng không mẫu ảm. Trời nó bị cục đuôi đó không kìa. Đuôi lại không? À, khỏi, khỏi, nhét đại vô, nhét cái lưới vô được rồi. Nhưng mà anh đổ rồi. Càng đổ nước hơi nhiều quá. Đổ nước nhiều quá. Cái gà nó càng ngang ơi. Cái thao nó hơi nhỏ. Đó, con nào nó đáng kìa, xứng đáng. Cái chúm này ba con nè. Trời ơi kìa. Thôi rồi uống nu à. Hết thằng đó kìa. Hàng siêu to à. Trời nó bò dữ trời. Cái này nó hơi nhỏ á, hơi. Để nước vô đây đây đây. Không để nước nó mới nhảy dữ cơ. Để miếng nước nó không nhảy chị. Trời ơi, ông chút gì đâu ra chơi không nội. Ánh thằng à. Bò ngự dân kìa. Có cái xô bê không chị hai? Cái thùng bê rồi thùng sơn á. Ra đây nữa. Nó bò tùm lum hết trơn. Thôi thua à. Chúng bên này gà bò đầu á. Gà bể vậy đi. Trời ơi, cái thao này nè em Khang ơi. Ôi kìa. Trời ơi, kìa. Quá, chặng này lương thứ dữ rồi. Trời trời. Cái hàng không mẫu hạm mà UFS rồi. Lương tỷ không à? Không, con lương này nhưng nửa ký giống có trời. Đang con nè. Ghê hồn. Đó. Trời ơi kìa. Bạn thấy ấn lạnh không? Ra ngoài ăn con nữa. Ủa. Manh động dữ mày. Đi vô. Con này đang thù lùi thù lũi. Hôm nay đâu 3-4 lượng nuôi á. Con hả? Đi đặt ngoài trong có lượng nuôi. Ấn lạnh không? Đó. Lượng nó ăn lẩu ngon. Còn nó không Khang? Còn nó con nuôi. Mấy con này nặng ký luôn. Hàng bự. Này coi nè. Ồ coi nè. Cho em mượn cái căn chị hai em căn thử gì hai. À.
miếng căng là được rồi. Coi kệ đại nó không sao đâu, chú biết căng được rồi. Tao đang tính lấy rồi. Còn con lươn chậm kìa Nghĩa ơi. Còn từ từ chút nha. Không có cái vỏ điểm á, cái vỏ ấy á. Ồ nhà thứ dữ mà tàu căng 100 kg được không ha. Gần vậy. Rồi vậy là xong rồi bạn ơi, con nè. Ớt lạnh không? Để căng thử được nhiêu nha. Con nội con này các bạn ơi, con lươn nè, con lươn thấy rồi. Cái đuôi này bị cục đuôi nữa chứ. Con lươn nè. Lươn này có nửa ký á. Tại do căng này căng bự không à, căng 100 kg không à. Nên thứ dữ không à. Ghê. Ghê. Đừng để lên thử lên ha. Căng thử được nhiêu. Trời ơi quốc kỳ căng 100 kg bạn thấy nó lạnh không? Ủa gần 4 kg kìa, giỡn hoài. Gần 4 kg. Để ngồi trừ cái thao coi. À, đây là thử bao nhiêu? 400 g. Vậy là tính ra là được gần 3.6 kg hả? 3.5 kg vô tư. 3.5 kg là vô tư luôn. Ờ thử coi, thử bỏ con bự coi. Bỏ cái vô trong cái vỏ này. Ừ. Thử bỏ cho nó căng bự lên nhé. Nhờ nhỏ căng bự đó, căng bự đó còn cái căng nhỏ. Căng nhỏ còn ấy nữa. Ờ căng nhỏ nó còn lên nữa. Là 400 g. 400 g mà xong luôn bự 400 g trời. Cái căng bự căng già này, cái căng bự con. Cái này già luôn. Không biết luôn. Chứ nếu phải căng nhỏ thì vừa được à. Nửa ký chắc. Nửa ký chắc. Tại căng tới 100 kg. Hai con gần ký rồi. Thấy lạnh. Rồi, quá đã bạn ơi, quá trời lương rồi. Hàng khủng không, nó hàng tiễn không à. Ngon lành cành chanh. Không uống công đi xa. Ê, có cái lủng lỗ nè Nghĩa ơi. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip đây. À, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Này con rể con bắt tư mình. Anh hai. Rồi, chào bạn ha. Nay vô Phú An đại chiến thắng trận rồi bạn ơi. Trúng đậm. Rồi, chào bạn nha. Hôm nào có dịp mình đem mồi đồ này nọ đầy đủ canh con nước rồi vô đây chiến tiếp đó. Hôm nay quá đã.